Oh. Yep, yep, yep. Thế quá lớn nhiều, đúng rồi. Thế nhưng mà cái quan trọng, nhưng mà có một điều là cái zombie scenario thì sẽ là mùa cuối cùng, và sau hình như là còn một với hai bản đồ nữa là nó bỏ luôn. À, anh Trần có biết cái chuyện không biết là Hải Trần còn đang tiện để nói về cái CSNZ này, thì khả năng thời gian tới sẽ có con phiên bản nâng cấp của Dreadnova đấy nhá, Hải Trần ạ. Mày đồ thì có phải một chết thằng đấy. Hài không chịu được. Tôi bảo rồi. Thì skill của tôi là skill mà dành cho ấy. Cái skill ấy có thể thương được. Đúng rồi. Hãy đi lên Thính Ngọc nói câu rất chuẩn. Chúng tôi làm clip đấu đơn cũng chỉ chúng tôi làm clip ấy. Mà cũng có thể xảy ra tình trạng bị chốc bất kỳ lúc nào cơ. Nhiều lúc là rất là muốn làm clip để mà có cái tư liệu trên kênh. Nhưng mà cuối cùng là không ra cái gì cả, thế là lại như cái củ nồi. Thế ơi, mày với tao này. Một ôi wow. Wow wow wow. Bay luôn. Giờ thì sẽ được hút hiên tiếp. À Tema. Ờ cũng đúng. Nói với chuyện nhân vật thì tôi mới để ý là hiện tại thì nhân vật VIP mới nhất cho đến hiện tại của đội kích Việt Nam đang là con gái nát. Còn con gì nhỉ? Nói với nhân vật thì hiện tại là bên Philippines thì họ chuẩn bị cập nhật cái con nhân vật Hess, kẻ thừa kế. Thì có kêu sao tiếng Anh, thực ra là kêu sao tiếng Anh đã có từ cái thời Tàu xong mới thay vào Trung Quốc. Giờ này coi rất là 3 tuần hồ lý. Ui. Biết là gì thì sao không? Bởi vì đợt này đang khi các có cái đánh zombie scenario ấy, nó tạnh 15 ngày. Mà may quá tôi cũng khôn. Để cái hòm Kaleo đến tận gần ngày cuối ngày cuối cùng tôi mới mở. Xong rồi là đến rank kia kim cương thì tôi lại xem 15 ngày nữa. Bây giờ phải đến tầm 20, 21 mới hết hạn. Cho nên là ui ê, ui. Wow wow wow. Nổ này. Nhưng mà lại Trần ạ, hôm đấy nó van bá lắm. Và đấy nó đẩy, nó đẩy zom tốt mà. U. Wow. Wow. Thông tin đâu ra đấy hả? Thông tin là kim đồng. Hiện tại tôi chưa thấy có một cái thông tin nào về cái trường hợp của con Hess cả. Ôi tôi xong rồi. Vơ mồm à. Sợ thật. Chú chết thằng con xanh. Còn một điều nữa ấy, là cái điều mà điều tôi không thích của con Sister Hood ý, tức là cả 3B cả 3 phe thì mặt y chang như một.
Bye.